Rồi, hai xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe cùng Tuấn Rồng và Minh Tuấn 89. Thì hôm nay bên mình nhận được một cây đàn S770 của khách. Hiện tượng là đàn bị liệt cái núm xoay data. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra tình trạng của cái đàn này. Trước tiên bên mình sẽ xoay thử. Bình thường thì các bạn sẽ thấy cái khi mà chúng ta xoay cái bánh xe ở đây thì những cái con trỏ này nó sẽ chạy theo này, nó đi xung quanh này. Nhưng mà đây là một cái đàn đang bị lỗi bánh xe rồi, cho nên khi chúng ta xoay thì chúng ta không thấy thay đổi gì ở trên màn hình hết. Như vậy thì MeToMe sẽ nhận và sửa cái ca này. Thì trung bình thời gian sửa cái bánh xe này mất khoảng nửa tiếng nha các bạn. Nên những cái lỗi này xảy ra tương tự trên dòng từ S750 trở về sau cho đến S975 bị rất là nhiều nha các bạn. Những cái dòng này cùng xài chung một loại linh kiện hết, mà linh kiện này thì cũng không có bền lắm. Những loại linh kiện sau này không bền bằng những dòng linh kiện của đời trước, như là đời S910 trở về trước rất là bền, vì cái bánh xe này rất là bền. Từ khi Yamaha làm cây đàn 750 trở về sau này thì tất cả các linh kiện có vẻ như là không có được tốt lắm nha các bạn. Cho nên chúng ta gặp hiện tượng hư hỏng như thế này cũng hết sức là bình thường, các bạn không nên quá lo lắng. Chỉ cần gửi đàn về cho MeToMe hoặc là qua MeToMe trực tiếp sửa chữa cho các bạn, ngồi chờ và lấy ngay. Thời gian sửa chữa khoảng 30 phút và giá tiền sửa chữa cho mỗi ca bệnh như vậy thì tốn khoảng từ 350 đến 400 ngàn nha các bạn. Ok, xin chào các bạn, mình sẽ quay lại và cho các bạn test đàn trong vài phút nữa. Hey, xin chào mọi người, bây giờ mình đã trở lại với lại cây đàn S770 bị hư núm xoay data. Núm xoay data là núm này đó các bạn. Mình đã giới thiệu lúc nãy nó bị đơ luôn, nó không có tác dụng khi mà chúng ta xoay để kiểm tra thay đổi thông số trên màn hình. Bây giờ mình sẽ khởi động lại và kiểm tra kết quả xem thế nào nha. Rồi, đây là một cây đàn đã được MeToMe nâng cấp luôn các bạn. Thì trong quá trình sửa cái nút này xong thì khách của bên mình yêu cầu nâng cấp luôn, thế là bên mình đã nâng cấp luôn. Thật là tiện lợi quá đi đó mà. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử. Ví dụ chúng ta xoay volume ở đây đi. Rồi, bây giờ nút xoay đã có tác dụng rồi nha các bạn. Vậy là công việc sửa chữa của mình đã hoàn tất rồi. Các bạn có thể kiểm tra ở đây cũng được. Đó, mình sẽ lấy nét lại. Rồi, chúng ta xoay ở đây này thì sẽ thấy cái con trỏ màu đỏ đỏ nó chạy và nó chuyển trang luôn cho mình. Còn lúc nãy thì nó đơ hết nha các bạn. Rồi, giá sửa thì mình đã báo lúc nãy rồi. Và bây giờ nếu các bạn có sự cố liên quan đến núm xoay data của S770, S950, S750 hoặc các dòng gần với lại dòng 770 thì các bạn có thể liên hệ cho MeToMe để được sửa chữa. Ngoài ra MeToMe cũng có nâng cấp S770 lên A3000 với bộ sinh lơ rất là khủng nha các bạn. Rất là nhiều tiếng hay và điệu rất là nhiều luôn. Bên mình có gần 10 bộ dữ liệu của các cơ thủ, cho nên bên mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Và bây giờ video của mình sẽ kết thúc ở đây. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ số điện thoại ở bên dưới hoặc là Zalo. Nếu các bạn cần sửa đàn mà ở trung tâm thành phố thì các bạn có thể mang đàn trực tiếp tới cho MeToMe ở quận 10. Thì địa chỉ các bạn sẽ được cung cấp khi mà liên lạc với MeToMe. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.